Tao lọc số bột mày ra luôn mày tin không? Tao quăng mẹ mày ra gum luôn bây giờ nè. Thằng sao lồn. Đủ mẹ mày Nguyễn nhiều. Mày cay tao lắm hả gì? Đủ mẹ những thằng sục cặt dạo như mày, đủ mẹ tao hủy diệt, tao sẽ hủy diệt đủ mẹ nó tới cùng. Đủ mẹ tên mày nổi tiếng Nguyễn nhiều nổi tiếng hả? Tên như mấy thằng đủ mẹ nhà quê gì đó. Đủ mẹ mày ra. Thằng sao lồn. Đĩ mẹ mày ra, hôm nay tao cho mày đủ mẹ mang nhục luôn bây giờ mày tin không? Hả con chó? Mặt lồn. Ý mẹ mày tha cho mày nó nghe, có người bị em nói thôi anh TV của em này kia đồ anh tha cho nghe, không thôi tôi hủy diệt mày chết mẹ mày luôn đó. Đủ mẹ mày ra mày xài cái gì hả? Mày cay lắm cái gì? Con chó già, con chó thuộc dạo, ta hù nó làm con cặc gì ta hù nó, hù mày làm cái gì? Tao đéo hù nó, tự bản thân nó biết ra ngồi ngẫm nghĩ cái con chó TV con đĩ mẹ mày thằng già sụt. Mày đừng để tao nóng nghe, tao nóng nữa tao hủy diệt mày thêm lần nữa đó, lần này tao tha cho mày đó, đưa ra để cho bản thân nó biết đụ má anh nó là thế nào nghe chưa. Đĩ mẹ mày lên đi, đừng có xạo lồn nữa, đừng đi sụt dạo nữa, con chó cái ghẻ. Tao làm biếng nói chuyện với mấy thằng vùng sâu vùng xa mà nghèo lắm, có tiền không mà đòi lên quỷ diệt quỷ bà nội mày chứ, quỷ quỷ thằng cha của mày đó, quỷ con gái mẹ của mày đó, cái lầu mẹ mày có tiền không? Đủ má mày tên của anh mày nhiều Nguyễn, từ xưa giờ đi không đưa không đổi tên đứng không đổi họ, thằng nào dám tới đây quýnh cho má tụi mày không nhà luôn đó, cái lầu mẹ mày. Bọn mày sao sợ hả? Mày đập số phone tao ra đi, có số phone đừng 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 gọi xin tiền đúng không? Thứ hai này anh mày về tới sân bay Tân Sơn Nhất nè, có dám ra gặp không? Thằng tình tiền là thả là thằng chó hả, tiên tiên xì ke bên Úc đó, gì cá mày vô mày sầu cặt cho nó coi đi, là mày 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 ăn luôn cho hết. Ủa mẹ chó đẻ tí là cái lấy hình avatar con gái đẹp để lên không à. Trời ơi hồi xưa hả bên Trung Vũ Khen bà xã của hả của bác Tèn nữa mới ghê. Ủa mẹ nó lấy cái tính tiền tình này nó bà xã bác Tèn. À, ông xã Tèn, ông xã cứ chơi đi, thằng nào chơi ông xã chơi hết đi, 10.000 đổi lại em bao. Đủ má bắt chạy không đâu, tiền tình là của thằng tiên đó mà không biết ai đi à, nhưng mà nick đó của thằng tiền, thằng thằng tiên đó, tiên xì ke hả ghệ của bé Nhung lé đó. Còn chó hả ông chủ tiệm vàng mày bớt hăm dọa đi mày. Đủ mẹ mày Việt Kiều nó hăm dọa tao còn quýnh nó để đừng nó mày Việt cộng, Việt cộng mà Việt cộng con nó, mà Việt cộng vùng sâu vùng xa nữa, đầu má mày con có Nguyễn Tấn Dũng tao còn quýnh nó máu à mỏ máu luôn chứ hả. Mày nghĩ sao mày lại cái thằng lồn nào mày hăm dọa quỷ diệt quỷ thằng cha có mày chứ, quỷ quỷ con đĩ mẹ có mày. Đủ má Minh Tâm trái đó thơm còn chưa làm Ngọc Sơn còn phải quỳ lại tao nghe cái chung chó. Đĩ mẹ mày mày đặt lên đây hả, mày biết tên tao là làm gì, muốn cặp anh mày chữ hả, biết số phone làm gì? Đủ mẹ thằng góp nó biết số tên tiệm tên quyên dòng họ tao, tao còn chưa sợ nó mày. Số phone nhận xin gọi điện thoại xin tiền hay gì vậy? Đây nè trong túi anh mày cài dần còn hạ vài trăm nè, ok em lên quanh tay dạ đi, tao cho mày 50 uống cà phê. Cái lòng mẹ mày bớt hăm dọa đi, quỷ với việc việc thằng cha mày, mày ác bên bao thoát hả? Đủ mẹ mày ác bên bao thoát tao còn chửi giống như chó nữa không hồn mày. Thì bố nhà mày làm giống như hay lắm, quỷ diệt mới ghê chứ, có tiền không quỷ diệt hả? Lò mẹ mày tiền thì không có, lên đây ăn mày ăn xin mà đụng ai cũng đòi quỷ diệt, ai cũng ham với dọa dọa thằng cha có mày đó, dám ra ngoài đời gặp không? Ai chỉ bằng cái mồm đó cái mỏ thôi hả? Con biển xanh của mày đâu rồi, có bất kỳ mà khổ mà nổ đâu rồi? Ủa mẹ TP0518 cái nick đó của ta nổi tiếng bên trong ai từ xưa giờ mà ai không biết. Lộn mẹ mày, anh mày ban nick đó rồi. Đủ má mày 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 hả chó hả, à, ác
admin bao thoát không đưa lại rượu mẹ thì đưa cho gái chơi, là gái nó đưa cho hả cho trai thì tao ném chơi nữa, tao ban luôn rồi. Trời ơi, hồi xưa tao là chùm có room ai mà đi cá, anh mày có tiền mà một tháng bỏ ra khoảng mấy trăm đô hả, à, chơi room ai thôi, gái room ai đứa nào không biết tao, không chừng vợ của thằng hả thằng lồn mà hả nghèo đi Rolex này hả là đã từng hả được tao đủ rồi nè, đủ má chơi gái room ai từ Hà Nội cho chú xuống Cà Mau tao đủ biết bao nhiêu con, không chừng có bà già của nó rồi đó. Để mẹ nhà mày lên đây hâm chứ dọa, hâm thằng cha có mày chứ hâm. Trời ơi tao sợ quá, cho ba thoát tao sợ quá. Ui tao rung quá. Ờ cấm luôn đi, cấm về Việt Nam luôn đi. Tỷ mẹ nhà mày làm tao sợ hết hồn mà. Mày lỡ mua vé bay rồi, đéo cancel được. Mày trả tiền lại tao đi, tao không về cho. Lòng má mày. Bắt nữa mới ghê. Mày biết nhà tao ở đâu không mày đòi bắt tao? Tao xin tự giới thiệu của mày đó. Hello bạn Hiền Tơ, Hà Tơ. Đủ mẹ mày tao là con cháu của Hà Củ Chi đó, đất thép Thành Đồng nghe chưa con chó. Hello mẹ về Việt Nam bắt mày. Mày on nó kem lên đi. Đầu má mày 25 tay tao có mặt tại hả phi trường Tân Sơn Nhất 10 giờ tối. Đi hãng Cathay Pacific Business Class. Hello mẹ mày, mày dám vô đó không? Nó quýnh má mày nhận không ra, quýnh mày xong mày cho mày bò hả? Cột mày mà hạ vô góc tường đó, lôi mày đi cho giống như chó cà hạ cào ổ đẻ đó. Hello bé biển, tỉ mẹ nhà mày, mày bớt hâm dọa đi. Mày tưởng nào tao Việt Kiều thiếu tháng hả con chó? Thứ nhất anh mày là Việt Cộng nằm dùng, thứ hai anh mày có quốc tịch nghe chưa, thứ ba anh mày có tiền. Mày có tiền không lên đây hâm dọa bắt mày. Sợ quá. Trời ơi còn tiên xì ke đụng má mày bớt hả. À, gài độ hả như cá đi, mày biết nó hả mê gái thấy avatar là chào chưa. À, tao cầm đầu mày còn câu nào nữa không? Sao mày không nói tao hả mà cho mày đi bố lá luôn. Trời đất ơi, kéo vô lại cho tôi làm việc với TB coi sao dạo này mà lộng hành vậy TB cưng. Em ăn em ở cái gì tự nhiên lôi tên chị Táo với anh Ba rồi Ngọc Sơn còn quỳ lại em quỳ khúc nào vậy cưng? Có video không, có phim tivi gì làm chứng không, rồi cái gì thời trái tấu thơm minh tâm đồ đủ mấy em chơi một hồi em bị ảo nặng vậy hả tivi, đủ mới riết là tào lao vậy tivi, sao mà chị nằm đây không yên mà nhắc tới tên người nổi tiếng, làm ơn lực mới ra gọi tên là phải có money. No money no call my name, no money no call my name, no money no talk to me, why you call my name for what? Ê chơi gì chơi, cấm đụng tới anh Ba nha. Nha, giận mặt nha. Cấm đụng tới anh Ba của chị Ba nha. Ủa gì kỳ vậy, quýnh lộn nhau tự nhiên lôi anh Ba ra. Có thời anh Ba quỳ lại. Đủ mà mấy thằng chó đẻ súc vật báo thoát. Mày là con cặc gì mà hơi nị của tao phải quỳ lại tôi bay vậy. Đủ mẹ nổ, chữa cho người khác nổ anh TB. Anh chơi rất là sầm lộn, anh sầm cặc. Đủ mấy anh sầm gì kỳ cục vậy. Anh lôi cả tên tôi đủ đĩ mẹ. Anh cái thằng ở đâu chơi ké rung thằng dạng lý tương tư năm 2002 khi tôi mọc lên. Ủa mẹ anh TB chỉ là con chó giữ nhà đeo ớt cho thằng bạn lý. Thằng bạn lý là con chó của tôi nuôi trên cái bao thoát. Cái lũ Việt Kiều giang hồ chỉ là con chó đủ má đội quần chị. Mày đâu ra mà tự nhiên cầm mít cái A Chí A Chó lôi anh Ba quỳ. Quỳ gì? Ngọc Sơn nào quỳ? Quỳ với thằng nào? Tao đóng cái rung em TB tao đuổi ra ngoài hết đó, không còn con mẹ gì dẹp hết rồi. TB chơi rồi riết là đi quá đáng nha cưng. Chơi gì chơi không lôi tên Ngọc Sơn vô bậy bạ nha cưng. Đúng không? Anh làm cái gì mà Ngọc Sơn phải sợ anh mà quỳ lại trên này. Đủ má một cái tầng quèn Việt Kiều quèn. Người ta một đại gia, một người đại ca nhạc sĩ, có một người nổi tiếng chùm với showbiz, một người anh Ba chị Ba, người yêu hoa đì của một nữ hoàng thánh nữ của bao thoát. Đủ mấy anh xàm lộn, anh xàm lộn là anh đụng tới tôi ký đầu chích mẹ anh nhanh anh TB anh xàm lộn. Đủ má bây giờ anh về Việt Nam nè, ngon bút vé cho tôi về với anh, rồi cái điện thoại kêu Ngọc Sơn ra quỳ nè, chơi quay phim anh giáp không, đúng không? Lên truyền thông báo chí kêu Ngọc Sơn qua quỳ lại anh, quỳ của con cặc. Đủ mẹ anh nổ, toàn là nổ không à.
nổ bớt lại đi, tôi nghe báo cáo là TB với con Hồng Ngọc là người tình đúng không? Về gặp Hồng Ngọc hả? Trời ơi, TB mà hết gác mà đi chơi với con Hồng Ngọc là coi như tệ nha TB. Ai biết đâu, tôi nghe tụi nó báo cáo bị em nè. Có thời lúc mà anh TB vạ kẹt tiền kẹt bạc mà tôi không trong bao thoát mà còn tổ chức đám ma. Tổ chức đám ma trù chỉ táo chết nữa. Thiệt là tình là anh TB rồi anh hốt một mối tiền tôi nghe mét lại có không? Tụi nó mét là có tổ chức đám ma này kia quyên góp tiền cho tôi nữa mà. Mà không có một cách đưa vô tay tôi. Tôi với TB đâu có đụng chạm gì, tự nhiên chơi cái lôi thời Ngọc Sơn, thời Minh Tâm, thời tôi gì kỳ vậy? Thời nào? Thời của tôi với thời của ai? Bao tốt này tôi mới là người nổi tiếng chứ thời của thằng nào con nào đâu. Nhưng mà chơi thì cái gì nó cũng có chừng mức đúng không quý vị? Nói cho cùng thì bây giờ Ngọc Sơn rồi cũng bỏ bao tốt rồi cho người ta yên. Đúng không? Đúng không vậy? Đợi thế tôi trả mít chào sắc cầu vòng cưng à, chào là anh còn cái anh funeral nè. Anh giả miệng cho tôi. Anh giả miệng vài chục lần cho tôi. Anh không phải chồng có con Lâm BB mà anh dám gạt tôi mấy ngày nay. Tát vô mặt. Giả vô mặt ướp tường cho tôi. Kéo thằng TB vô giả vài cái bạc tay. Anh nói mất dạy. Dám nói Ngọc Sơn này Ngọc Sơn kia quỳ. Lại này kia nổi lại con cặc. Đủ mẹ mấy thằng bà Việt Kiều sầu lồn. Đứa nào nói Ngọc Sơn quỳ lại tôi bay trên bao thoát. Lại con cắt đi. Mẹ mày nói gì nói chơi gì chơi. Cắt đụng tới anh ba nha. Tao tát hết nha đi. Mẹ mày đủ mẹ fucker mother ác thụn láo. Chơi ngồi lôi Ngọc Sơn này Ngọc Sơn. Tụi bay là cái gì mà phải sợ lại tụi bay. Đủ mà tao chưa chết mà nổ cũng vừa vừa tao chứ. Nổ một hồi đi quá trời xa luôn. Và quá trời quá đất á. Giả biển. Giả biển. Giả biển. Nãy chả mít nè. Rồi đó 3 phút tôi xuống. Nhiều khi chị phải thông cảm anh TB. Tại vì ảnh lùng thì mình phải quỳ xuống mình nói chuyện với ảnh. Rồi ảnh cứ nghĩ là mình lạy ảnh thôi chứ làm sao bây giờ. Đúng không? Đồng ba người có thức mốt thì đồng ba muốn nói chuyện mình không lẽ rồi mình đứng mình nói chuyện không nói chuyện ngay giái mình trả lời thì kỳ quá. Chị hiểu không chị Táo? Hiểu không? Hiểu không? Để là mình phải quỳ xuống mình nói chuyện ổng thì ổng nghĩ mình lạy ổng thôi chứ giờ sao giờ chịu thôi, chấp nhận thôi giờ sao giờ. Phải không? Ê, chị Táo ơi, cái này em không không em không không phải là em tính gạt chị đâu. Tại tụi nó lên là coi như là nó cây cú Lâm BB, hiểu không? Rồi nó đưa em lên làm ông xã Lâm BB chứ em đâu có muốn. Em đâu có muốn, cứ vì em nói ê mày làm ông xã này làm đi làm sao mày thì em cũng ok bạn bè mà tình nghĩa mà làm sao giờ chị Táo. Mà lúc em cũng nói với chị Táo là sự thật đúng không, em thấy chị Táo dễ thương nên em cũng báo cáo lại sự thật chứ em đâu có lừa chị Táo tới bây giờ đâu đúng không. Đâu có, thì em mới thấy là em có lỗi với chị Táo thì em mới nói là em không phải. Chứ đời em đâu có muốn lừa chị Táo đâu. Tụi nó ép em đó. Như là để coi trong PM coi. Hình như là Tina cái gì nè. Tina 38 PM cho em nói là lên dạ chứ em đâu có biết gì đâu chị Táo. Giả miệng đi anh Phil Nero on kem tán giải cái bạc tay vô mặt anh nha. Anh giả vô cái bỏ của anh hùa với mấy người đây gạt tôi. Làm tôi ăn nói tôi phải nhỏ nhẹ từ tốn mà tôi nể mặt anh. Phụ má nghe tôi cấp đầu hết từ đứa bột đúng ông sát cầu vồng. Ngồi trên này á, mấy cha mấy mẹ riết còn không biết ai thiệt ai giả. Ai đúng ai sai không biết ông nội bà ngoại nào. Cứ giả từ từ hư hư. Đúng không? Với tôi với sắc cầu vồng là chị em bạn gái với nhau. Nó gần như chị em ruột. Mà nó hại tôi là một cái thằng eo đẹp cô rắc áo ôm nào. Thằng tiền đông chó đẻ đầu gạo quát nào. Cái chị em mất lòng à, đúng không? Chứ tôi có bất đồng với sắc cầu vồng đâu. Tựa thằng chó đẻ cái nhảy cho hơi này nó nông gì. Rồi tôi với lại cái bao tốt ai mất lòng. Cái tự nguyên một cái thằng anh ba nhảy ra tàu lao. Cái tôi mất lòng. Bực sốt không? Thì bởi vậy mình ở Mỹ đó tôi nể phục cô sắc và cầu vồng đó. Người ta biết chơi đúng không? Honey là honey. Chuyện trong nhà khác đâu có chơi mà cái kiểu hai mặt đúng không sắc cầu vồng.
thằng đàn ông mình sai là không có binh được, giống như chị Táo, thằng đàn ông chị Táo sai là không có binh được, không có thể binh được, đúng không? Mình cái nào ra cái đó, cái chỗ mình giao thiệp là giao thiệp, đúng không cưng? Đó tôi nể cho con người vậy đó, quân tử đó các bạn, các bạn học sách còn bao nhiêu ta kia. Còn anh Phil Nero, anh không phải chồng người yêu bà, ông xã của Lâm TV người ta, anh nhận bà con anh không được rồi nha. Anh có âm mưu gì? Anh muốn chấm mút người ta đúng không? Thấy không được rồi, cái này là không được rồi. Anh không có cái gì với người ta mà nhận bà con gạt tôi làm tôi tưởng thiệt. Bà mẹ thiệt tình bó tay anh luôn nha, anh Phil Nero, tự giả miệng đi. Anh TV cũng vậy, chơi gì chơi giả miệng, cấp nhắc tới Ngọc Sơn rồi lên ăn hiếp Ngọc Sơn đúng không? Mình Việt Kiều là mình phải bao Việt Nam đúng không Di Xe? Đúng không cưng? Việt Kiều là phải ga lăng quân tử chứ không phải đi làm cái chuyện mà hại người ta hay là trên người ta này kia rồi kệ. Như cái chiến tích ngày xưa ăn hiếp người ta, mở phòng làm game người ta. Tại cái thời đó Ngọc Sơn mới chơi báo tốt, người ta nhập tâm, người ta mê báo tốt, người ta cần cái rung, người ta lịch sự tao chứ sợ gì. Ra đời mà gặp thì mới biết được ai sợ ai đúng không quý vị? Tôi nói thật, thật lòng đúng đó. Tắt cái máy ra đời về Việt Nam mà bay cái chuyến bay tới Việt Nam mà kêu ê thằng Ngọc Sơn mày ra gặp anh, dám không? Kêu ra mày quỳ hai cái đầu gối gặp anh na TV, dám không? Ủa má thằng nào ngon đúng không quý vị? Ngon cái công ra ngoài đời kìa, chứ chơi bóng tốt thì làm được cái gì nhau? Cũng như tôi ngồi bên YouTube, thằng nào con nào mày ngon mày được có report YouTube vậy, mày cứ vô bóng tốt mày gặp chị Táo, mày gọi ngay chị Táo tên trong bóng tốt nói chuyện chị Táo đúng không? Chơi không lại đi report bất kênh YouTube chứ tao làm gì. Còn anh TV anh chơi mà anh có bạn lịch số má thì đủ mà anh được có lôi Ngọc Sơn lôi tôi ra đúng không, làm một cái kêu bằng đề tài đúng không, người nổi tiếng anh ngon anh lôi tôi với Ngọc Sơn ra làm gì, nhất là Ngọc Sơn ha này của tôi vậy. Cái lúc mà anh lôi Ngọc Sơn đánh đốc, anh đốc Ngọc Sơn, anh đốc Ngọc Sơn, tụi anh giang hồ, tụi anh mở rúm ế hoặc làm không lại rồi đi lôi Ngọc Sơn làm nạn nhân. Lúc đó tôi chưa có quen Ngọc Sơn, Ngọc Sơn chưa có tỏ tình. Sau khi tôi cứu Ngọc Sơn không mà xong rồi Ngọc Sơn mới tỏ tình yêu tôi. Mấy anh Việt Kiều đi ăn hiếp một thằng Việt Nam, mấy anh chơi gì đâu có đẹp đâu, đúng không? Rồi mấy anh làm game người ta cho đã, rồi mấy anh nói cái chiến tích mấy anh là thành công, mấy anh rực rỡ, rực rỡ đi ăn hiếp Ngọc Sơn. Cho dù Ngọc Sơn có ăn cháo đấy bác, đối với một trái tấu thơm này, đó là cái lỗi của Ngọc Sơn với trái tấu thơm, đúng không? Sắc cầu vồng. Nhưng mà chuyện online mình nói chuyện online đâu ra đó chứ không bên này á. Cái nào đó ra cái đó. Còn nếu mà nói cái gì nói có sắc mắt có chứng người ta mới tin, đúng không? Mấy cái thằng mấy cái con rum A mà cứ lấp sân nha rum giang hồ là sao? Đồng ý không? Đúng không? Ngồi cái lịch sử ta xuất thân phòng rum A, phòng sách mà đi qua cái chỗ giang hồ tôi lập đúng không? Popo. Địa bàn báo thoát là của chị Táo, lập ra cho cộng đồng kiều bào khắp bốn biển năm châu ngồi chơi. Ủa ngồi chơi sao trở thành mất dạy rồi, cái ngồi trở thành lên đây thể hiện cái tôi rồi, cái tự nhiên mướn tụi Việt Nam rồi, cái mướn tụi Việt Nam riết giờ bỏ tiền ra cái thành ra cái bao thóp tiền không à, rồi chơi công lại mà cứ lôi chuyện ngày xưa ra kể chiến tích. Chiến tích nào ra? Toàn là chị Táo công bà khờ. Em sắc cầu vòng, em nói với một lời công đạo lương tâm đi, chị Táo vô ủng hộ em hết mình đúng không? Chỉ có con Hồng Ngọc đó lợi dụng em, nó bỏ rum nó đi chơi rum khác đúng không, qua rum chị Tư lồn sắt đúng không, đúng không? Cái thời gian đó cái rum em rất hiền, có chị Táo bích và ủng hộ em đúng không? Có lần chị Táo làm đàng hoàng cái rum em 220 mấy cục đè đầu cái cung, cái rum con em dễ thương ế luôn, em nhớ không? Không có ai cầm mic mà Diệp Tú Duy phải trả về phòng em đúng không, mà chị Táo không hề hỏi tiền hỏi bạc gì, cái rum của em có không, chị Táo có mô hình mô dạng đâu không? Rồi mấy người trong cái rung em thấy chị Táo chơi nay mới mất đến đúng không, mất đến được chút tiền con Hồng Ngọc lên nó có giúp cái gì rung em đâu, rõ ràng không? Chị Táo chơi nay thì từ trước lạ sao quen thì em biết là chị Táo đúng mà em nể cho tới bây giờ. Vì chúng tôi với lại sách cầu vòng hầu như gần như là chị em ruột. Bây giờ sách cầu vòng đó là Việt Kiều qua đất nước Mỹ đế, chúng tôi càng có ngân là càng là chị em ruột hơn nữa, rất là ruột luôn, gần như là ruột luôn. Chúng tôi đâu có thể gì một cái thằng eo lết sậu lồ, một cái thằng tào lao bí ghim đúng không? Chúng tôi phụ nữ phải yêu thương bảo vệ đúng không, tiểu cô nữ chúng tôi hầu như là chị em ruột rồi, cho nên không có gì một cái thằng tào lao lên cầm cái bích tào lao mà trở thành kẻ thù được đúng không? Chúng ta làm bạn chứ không nên làm kẻ thù, để cho những cái thằng đàn ông nó hư hỏng được,
đúng không? Đàn ông mà đàng hoàng thì chúng ta nâng niu, chúng ta tôn trọng, bảo vệ, thằng nào mất dạy ký đầu hết. Đúng rồi, mất mời chị sắc cầu vòng lên chia sẻ, rồi tôi nhả mic để sắc cầu vòng lên nha quý vị. Em gái ruột của tôi nha, chị em ruột của tôi, gây xuống mic. Dạ đúng rồi chị Táo, chị Táo nói gì cũng đúng, từ nay em sẽ cắt máu ăn thầy chị Táo, em là em ruột của chị Táo nha. Ai mà đụng tới chị Táo là sẽ đụng đến em. Đó, em sẽ đi theo bùa trợ chị Táo, em là ô sim cho chị Táo luôn nha, em là em ruột của chị Táo không bao giờ quên. Đó, chị Táo lúc nào cũng luôn luôn là đúng và lúc nào luôn luôn cũng là hay. Không, chị Táo mỗi khi mà cầm mic lên là rất nhiều người vô nghe. À, vì sao? Vì chị Táo là một nhân tài của Bao Thoát. Có lẽ là nói là rất nhiều anh là hả phải chạy cứ theo chị Táo là dài dài xếp hàng. Đó, cho nên là chị Táo, ok em ủng hộ chị Táo hết mình. Đó, chị Táo lên lại nha. Em là từ nay là em của chị Táo nha. Ai hỏi em là em nói em chỉ là em của chị Táo luôn. Đứng ngoài này chị Táo, mời chị Táo lên. À, nếu mà sắc cầu vồng xác định là em ruột với chị Táo là sắc cầu vồng có thể nào mà on cam y chang kiểu chị Táo không? Giống như là mặc quần xì áo vú đi trong nhà rồi lên được không? Vậy ta hai chị em mà phải giống nhau chứ, sao kỳ vậy? Vậy cũng lên cắt máu ăn thề nữa. Ê, xì, dẹp, giả dối. Anh phải hiểu như thế này nè anh Phun. Ví dụ một người dữ thì phải một người hiền đúng không? Chị Táo là như thế nào thì em sẽ làm ngược lại. Tại vì sao? Hai chị em mà một người này giống như thanh xà bạch xà, anh nghĩ nếu như giống nhau luôn á thì đâu còn gì là chị em ruột nữa, đúng không chị Táo ơi? Chị Táo muôn năm. Anh Phương này có lên là dụ dỗ kêu tụt đồ on cam hoài, chị Táo thấy có được không? Cái này không có được đúng không? Chơi là phải rõ ràng, đâu ai mà muốn tự nhiên on cam tụt quần đi vòng vòng đâu. Chị Táo đẹp, chị Táo có quyền, em xấu em không có quyền nha. Được chưa? Chị Táo đâu rồi? Chị ruột của em đâu rồi? Thôi đi xuống này để chị ruột lên. Anh Vun bớt đi nha. Ê cái cha đâm cái cha nghĩa địa kia, cha đòi coi gái, coi em gái của tôi anh có tiền không? Không có nhan sắc không? Trước khi ông đòi hỏi người ta xô kem lên cho ông thấy, ông phải đưa cái mặt ông lên cho người ta thấy ông trước, đúng không quý vị? Có qua thì mới có lại cái bản mặt. Anh có đẹp trai không, có phong độ không, anh có đủ tư cách không hả? Hả, anh có cái gì mà anh dám coi em gái của tôi, em gái ruột của tôi, anh có không? Do you handsome? Do you look handsome? Or you ugly tiger? Do you have money? Có tiền không? Tự nhiên cái lên đòi coi người ta nè, muốn coi gái, dụ gái nè, cái này là muốn dụ gái nè, thừa nước đục thả câu không được rồi. Anh không được quyền lợi dụng em gái ruột của tôi, đúng không Popo? Không có được kêu em gái ruột tôi xô nọ xô kia. Ở trên này chỉ có thánh nữ ở chuồng đánh đông dẹp tay 20 năm bình luận mấy con điếp, mấy con mất dạy, mấy con việt kiều dơ, mấy con vô giáo dục, vô liêm sĩ, chứ đâu có xô kem gì đâu. On kem nghệ thuật, giao lưu. Giao lưu thì nó đâu phải là giao hợp nha. Tôi giao lưu chứ tôi đâu có giao hợp với mấy anh đâu, đúng không chị tiểu cô nữ? Ủa mà gái show nó có giá gái show. Tôi đâu có lên đây mại dâm. Tôi nghệ thuật giao lưu người nổi tiếng, đẹp khoe xấu che. Chứ bây giờ người ta nói chị Táo đẹp mà không ai thấy thì làm sao mà biết, đúng không? Bây giờ tôi nói tôi còn trinh, tôi còn con gái mà tôi không đưa lên, sao người ta biết được là tôi? Người ta chấm điểm, người ta ủng hộ tôi, người ta đồng tình. Không đưa lên sao người ta thấy? Nhưng mà tôi đâu có làm bậy. Anh bậy nhất là anh kêu cô sắp cầu vòng là xô này xô kia là sai nha. Anh giữ giả miệng, hôm nay giả miệng đi, giả miệng, giả tiếp, thằng này giả miệng tiếp không được rồi, giả miệng nuốt vô. Bởi người ta có người yêu, có eo lệch, đúng không? Có phải sắp cầu vòng là đang yêu eo lệch đang yêu người ta, có người tình kêu cỏ chuồng cả. Cái này là đập tan nguyên ương nè, là xé kêu bằng đập chén, đập nồi, đốt nhà. Mà đốt nhà là không được, bỏ luôn. Em gọt tôi đã bỏ thằng kia rồi, thằng kia đã được bỏ rồi, chúc mừng em gọt của tôi. Rồi tôi chả mít tôi lên giả miệng cho tôi. Mà nhiều khi em thấy chị Táo sống được đạo đức giả quá nha. Chị em ruột đây cắt máu ăn thề rồi, con gì con em chia tay với cái bạn trai là đứng vỗ tay. Đúng là coi như là đạo đức giả. Mà chị đừng lên đây nói chuyện đạo đức với tôi nữa, nghe chưa?
Trời ơi, với lại mỗi lần chị on cam đi vòng vòng cõi chuồng đó, chị có hỏi ý kiến của tôi không, tôi có muốn coi hay không, mà chị lên chị nói nghệ thuật. Ủa mẹ, chị làm tôi bệnh sốt rồi mới 20 năm nay rồi. Tôi sốt, mỗi lần là chị on cam là tôi sốt. Tôi thấy chết mẹ mới chửi lên ra đi xuống, tôi sốt. Dạ miệng tấp ba đi anh Funiro, thằng chó để anh bớt xạo rượu mẹ, người ta có người đẹp lên kem free cho anh coi, ai ép anh mở cái kem ra coi tôi, đúng không quý vị? Thế gian này đâu phải mình tôi phụ nữ on kem, ai bắt cái thằng đàn ông anh đủ ngựa, anh mở cái kem tôi anh coi, anh nhắm tôi anh rình, anh không coi kem sao anh biết tôi ở chuồng đi trong nhà hả? Đâu có tới phiên anh. Ủa ai bắt anh phải coi kem tôi vậy? Ủa tôi còn không biết anh là ai nữa mà. Who are you? Who the fuck you think you are? I don't know who are you. Who are you? Tôi có biết anh đâu. Tôi không biết cái mặt anh méo hay tròn. Anh gạt tôi làm ông xã của bà kia, tôi còn tưởng thiệt, đúng không quý vị? Tôi rất là thật lòng. Một người như tôi, người đẹp nè, bây giờ tôi hỏi anh Funeral, tôi với anh chơi lớn, bây giờ tôi ở chuồng, anh ở chuồng giáp không? Tôi bảo làm cái ba đi, tôi đẹp hơn anh nhiều, người ta phóng vô, người ta chỉ coi tôi, đâu coi anh đâu. Anh đâu có được đẹp đâu, đúng không? Anh đâu có được đẹp, anh đâu tự tin, còn tôi được đẹp, tôi bị đẹp. Bây giờ tôi hỏi anh, tôi nhà, tôi là người bệnh tật, bây giờ tôi đi đâu để người ta thấy tôi đẹp? Đương nhiên tôi bị ép, phải nó bóc thoát tôi thì cái thế tôi đừng cùng, tôi bị ép mà. Tôi bị ép đâu có chỗ nào mà tôi khoe, thì tôi phải bị ép vô bao top tôi khoe thôi. Anh có được đẹp không? Anh có được đẹp không? Tôi thấy anh là tôi bảo đảm, nếu mà bắt anh với anh ba Ngọc Sơn là anh xiềng, anh không có một cách. Sao về tiền bạc tài sản tư cách nhan sắc anh đéo có cái con khỉ gì để chơi với tôi hết. Giờ anh ăn kem đi, ba mặt đây giờ tôi với anh cùng ăn kem. Ủa mẹ anh bận đồ Vestone mà lên đồ anh chẳng có giống ai á. Anh Funero đừng nói lòng nào qua, tôi yêu tôi một mình nha, chứ không rình tôi sao thấy tôi đi vòng vòng trong nhà bận đồ lót cái bận gì vậy? Sao video TV tôi kỹ vậy? Y với cái thằng hàng xóm là bây giờ tôi bị chủ nhà nó dê đây đó. Không có được dê em ruột của tôi nha, em gái ruột của tôi có giá nha, em ruột của tôi không có xô xiết gì. Em gái ruột của tôi là nữ tướng, chỉ chiến đấu bằng cái miệng chứ không phải đưa cái nhan sắc lên quýt lộn trên này nha. Nghe chưa? Rồi 3 phút qua tôi mời. Giờ nhận bà con phải không? Em gái ruột của tôi không phải cái loại gái xô hàng nha. Còn anh muốn coi là anh muốn dê là anh phải on cam đưa cái mặt của anh lên coi đẹp không? Có nhan sắc không? Có tiền không? Xô tiền lên xài tiền. Xô tiền lỡ mượn thằng ăn sớt mượn nhà bán sao? Xài tiền, thời này xài tiền chứ không được xô tiền. Số tiền cũng là nổ, là xạo, tôi không tin. Đại gia là phải xài tiền, chơi xài tiền chứ không có số tiền, đúng không quý vị? Đó, thời này xưa rồi không có số mà phải xài cho người ta coi. Anh có nhan sắc không mà anh đòi nói chuyện kêu bằng bình phẩm nhan sắc của tôi. Tôi đẹp, tôi có quyền. Mà trước khi tôi nhả cái mic, anh kêu đây rồi, anh nói tôi show 20 năm đúng không? Anh ói gì tôi? Ủa vậy anh có rình tôi 20 năm không? Tôi không ngờ cái kem tôi có giá, có một thằng đi theo tôi 20 năm với anh để rình kem tôi nha. Đó, tự giả miệng, giả miệng, giả miệng. Thực ra là anh Phun á, anh đang yêu thầm chậm nhớ chị ruột, hiểu không? Cho nên vấn đề là giả nai để chọc em. Nhưng mà chị ruột là coi như là hậu rồi, quá hậu của bao thoát này, ai mà quá được chị ruột, body của chị ruột rất là đẹp nha. Không có em nào mà qua được, so sánh được luôn. Nếu như on cam lên em sẽ là theo phe chị ruột đó. Ai cá bao nhiêu em cũng cá hết á. Anh Phun anh bớt đi, anh muốn thích chị ruột của em đúng không? Phải qua hỏi em nha. Chứ không có được mà lên châm biếm rồi kêu chị ruột em phải on cam rồi show body. Nếu show body là đẹp rồi đúng không? Ai nhìn cũng mến, ai nhìn cũng thích. Anh đến nỗi anh chảy nước miếng mười mấy năm giờ. Bây giờ anh mới lên tiếng anh nói là trời ơi, nhìn chị Táo on cam lên đi vòng vòng, chị ruột em là phải đẹp, phải on cam. Bởi vì khắp bao thóp này trai chết dài dài, anh thấy không? Nhiều anh mà không qua được nổi anh ba Ngọc Sơn, đó là chồng của chị ruột em, thì làm sao mở cửa đến với chị ruột em được? Anh bây giờ anh có tài hơn chị, hơn anh ba Ngọc Sơn không? Nếu có tài hơn anh ba Ngọc Sơn, ok, chị ruột của em sẽ mở cửa sổ cho anh vào nha. Xài tiền không có phải là nói không nha anh. Đi xuống ta. Alo, em lên em nói chị Táo nghe là bây giờ chúng ta đã 2023 rồi chị Táo.
Mà lúc mà dân có tiền là họ xài phone, smartphone, chị biết là cái gì không chị Táo? Smartphone. Mà chắc chị không có thôi, thôi hỏi chị cũng như không. Được rồi, được rồi. Chị biết smartphone là gì không chị Táo? Hello, hello. Chị Táo ơi. Chị Táo. Chị biết smartphone là gì không? Mà thôi khỏi khỏi đi. Không có thì hỏi làm gì. Phải đâu, vấn đề ở đây là chị phải hiểu là xách cầu vòng lên là lại em lại lấy dao đâm vô bụng chị ruột của em nữa. Em làm như vậy là không đúng. Đừng lên đây nhắc tên anh ba. Rồi chị bây giờ chắc chị không trả lời anh á, là tại vì chị đang khóc. Nghĩa là bị con em ruột nó lên lấy dao đâm vào tim, nó sọt sọt mấy cái, bắn tiết canh ra. Là chị đã nhớ lại những cái chuyện mà anh ba đã nóng đầu chị quăng khỏi nhà, đuổi về Mỹ lại, thấy không? Đó, nhiều sao là cũng là cái chuyện mà con mẹ đau lòng vậy, nóng đầu quăng nó khỏi nhà rồi bây giờ anh ba đi sung sướng với người khác. Rồi chị Táo lại lên đây ngồi một mình. Đó, em rất là ác như sắc cầu vồng, em lại coi như là sắc muối vào vết thương. Mà em là coi như là không, anh không biết em làm em gái kiểu gì nữa. Cứ thí dụ mà lên ok, chị bất giận, chị ngồi yên đi để em đốt khẩu với anh phân rồi này đó không? Nên anh có bằng anh ba Ngọc Sơn không? Trời ơi, mà lại nhắc nữa. Em bớt đi, đừng có coi như là sắc muối vào vết thương của chị của em nữa, hiểu không? Nhiều khi anh không thấy là em có một phần ganh tị với bà chị đó. Em còn đẹp bằng bà chị của em không vậy? Hả? Đó thấy chưa bà này. Nhiều khi mà không đẹp bằng đâm ra nó ganh tị. Rồi ganh tị nó lên nó đâm thọt. Rồi coi như nó cào cấu vào vết thương của bà chị. Rồi bây giờ nó nói không có, em không có ý gì đâu. Đó, ghê thiệt. Đúng là phụ nữ mà khổ quá. Thôi bây giờ anh bận bưng phở, bưng phở chút xíu nha. Em nói chuyện chị của em đi, anh bưng phở cho anh nghe đó nha, anh nghe đó nha. À bà chị Táo ơi, chị có biết smartphone là gì không chị Táo? Chị Táo. Nói cho anh Phun nghe, anh bớt chọc chị ruột của em đi. Chị ruột của em không biết smartphone, không biết ai Táo được không hả? Ai Táo được không? Anh nghĩ sao vậy? Trời đất ơi, anh nghĩ sao? Apple là ai Táo nha. Anh nghĩ sao mà chị ruột của em không biết? Em hãnh diện vì có chị ruột đẹp, đẹp gái, hiểu không? Tài năng, tài giỏi. Còn anh muốn cua chị ruột của em thì phải dùng chiêu cách nào chứ. Anh nói kiểu sốc móc chị ruột của em như vậy đó, làm sao chị ruột của em để ý anh được? Anh chỉ được lên nói chuyện thôi, không có được mà tới gần. Đó, anh phải sao? Nhèm nhũ mùa hả, mềm mại và nói như thế nào? Chị của em à, em ơi, anh thích em mười mấy năm rồi, nhìn em xô với khi em ra là anh đã chảy nước miếng, chảy nước dãi khi mà anh bưng phở đến nỗi mà anh bưng không được luôn, anh bỏ phở luôn mà để nhìn với khen của em thôi đó. Anh phải nói như vậy thì có thể chị của em ok, còn hả mai xìu lòng có thể là nhìn lại anh chứ, đúng không? Là lên nè. Chị Táo ơi, hello, anh Phun vừa phải thôi nha, nha, để chị Táo mà mấy 20 năm hả, trời bây giờ mới bị xì ra nha, ghê thiệt. Sao vậy Khoa, anh quá trời, đến đâu rồi hả, đến cái khúc mà ba Phun mê chị Táo, để chị Táo 20 năm, mười mấy 20 năm nay, đó tỏ tình với chị Táo mà bị chị Táo từ chối. À, có nói chị ruột gì đâu, có nói chị Táo đâu, đây cũng ủng hộ chị Táo mà đó. Lại là coi như là bây giờ mới biết ra là bao hình mê đắm đuối chị Táo trong mười mấy hai chục năm nay đó, mà bị chị Táo từ chối. Trời ơi, không ngờ hằng ngày bưng phở mà cứ canh me cái giờ mà chị Táo online để vô ngắm nghía cái camera thôi. Ghê thiệt luôn. Hello ấy, quay camera lại Gia Quân nha. Ủa
ai có biết sắc hồng vòng, cái màu nít của sắc hồng vòng là gọi là cái màu gì sắc hồng vòng? Hello Dâu Quân, Dâu Quân ơi, Dâu Quân nghe gì chưa? Dâu Quân, anh Huân đang đem để chị Táo tỏ tình với chị Táo, bị chị Táo từ chối á, bị chị Táo từ chối, hồi nãy lên trên mic chị Táo xì luôn á Dâu Quân, ghê không? Em muốn biết cái màu nít của sắc cầu vồng là màu gì thì em kêu ông xã Slim của em đó bỏ ra 179 đô 6 tháng thì em sẽ biết là cái nít nó màu gì. Dí mà cũng lên hỏi nữa. Anh Phân, anh trả mà anh thằng TB bệnh tiểu đường cho em đi. Hôm nay em có con thằng để em chơi, anh cứ đá ra anh đi mất tiêu luôn rồi. Bây giờ lấy anh vô thế nha. Ủa mày, nó đang trong cái lẫn quẩn. Ok được. Nít này đúng không? Nít này đúng không? Nít này đi em đưa bán luôn. Nít này đúng không? Khoa đâu có nít bảy màu đâu. Không có nít bảy màu. Nghèo chết mẹ luôn, nít đâu ra bảy màu. Nít này với mấy nít kia không à, mượn nít nào, muốn mượn nít nào cũng được á. Không có nít bể màu nha, toàn nít tím không à. Với nít đen, mượn nít nào. Nít bữa nay nít đen à, nít đen, nít 6.000 hả à? Được luôn. Cái nít bữa nay sao nó về ở trong đây ta. Nít đen được. Không có gái nha, mang tiếng gì chứ BB không có gái nha, không có gái nha. Không có gái. Mình chọc chơi ở ngoài thôi. Không có. Độ ấy ơi, mà đi 8 năm còn không có đứa nào như em đó. Chuyện như em là không có nha. Chỉ ở ngoài thôi mà có tiếng rồi đéo có miếng á. Không có miếng gì chứ á. Nghe nè ấy ơi, nghe nè. Ok Bích nè. Hello. Trời ơi, tưởng nick này nhiều gái mượn đi đi thả thính xíu. Ai vậy, không biết là có gái mượn làm gì trời. Hay là mượn nick sắc cầu vồng đi. Sắc cầu vồng bảo đảm cô gái giỏi nè. Sắc cầu vồng ở trên mượn nick của em được không? Anh thấy em lên lúc nào gái cũng ủng hộ hết sắc cầu vồng. Anh mượn nick của em được không? Mượn cái nick nào mà gái chạy theo chứ, mượn cái nick khoa mà không ai chạy theo mượn làm gì. Mình thấy nick cầu vồng là được nè, sắc cầu vồng được nè. Mình sẽ mượn cái nick này để ra thả thính không? Đó, vậy được rồi.